Vâng, chào anh em, đây là cái chỗ quay mới anh em ạ. Đây là cửa hàng mới của tôi. Đây, hôm nay phải đến hơn nửa tháng rồi không đi câu, chắc là tầm đấy. Hôm nay tôi có dịp tôi lại làm clip tôi hướng dẫn anh em câu lục. Ngày mai hoặc là ngày kia tôi sẽ đi câu. Nên là nhưng mà tôi chọn từ hôm nay. Một số anh em hỏi là có để thêm được không đấy, tôi bảo là ok, vài ngày câu được. Thật ra là cái bài mồi vẫn thế thôi, anh em có thể xem rồi có thể không xem, bởi vì nó vẫn hoặc là rảnh rảnh thì vào xem chơi. Nhưng đây cám gạo này, chỉ có cám gạo thôi. Cân cám gạo, 1 cân cám gạo. Đây là cái clip đầu tiên tôi làm ở chỗ mới, chỗ này thì rất chi là rộng rãi. Đấy, xuống đây rộng rãi, thằng em nó còn đang ngồi hát karaoke này. Đây xuống đây cái gì cũng mới cả, mẻ miếc được, trước tôi đổ hết đi rồi, có một cái lọ mới đây, tôi mới mua mẻ về để trộn mồi xong là tôi lau sạch cái lọ này đi, để tôi bớt lại một chút để làm mẻ sau này câu. Trứng này. Thính nền phát này thì rất chi là lâu rồi, nhưng không phải là nhanh nữa, thính nền để rất lâu rồi. Đây anh em thùng thính nền này. Rất lâu chứ không phải là lâu. Do là nó rất ngấu cho nên tôi chỉ cho 4 bát thôi. Cái này đây này, thùng thính này nó quá ngấu này anh em này. Mấy tháng rồi này. Rất là ok. Giờ nó còn ít thì tôi không cần phải cầu kỳ quá, tôi đậy không lại được. Không cần là từ bóng.
này tôi mua ở trên Hà Nội là 20.000 mẹ này. Tôi dùng một nửa thôi, bởi vì cái thính này nó rất chi là chua rồi. Tôi lấy một nửa tôi dùng, nó có một nửa này tôi để tôi bớt lại tôi làm con mẹ. Ok, còn anh em đây như tôi này, bớt lại cho vào đây rồi lấy cơm nguội đổ vào là thành mẻ thế thôi. Đấy, hôm nay nấu cơm thừa một ít cho vào đây. Đấy, cắm trứng và thính chảo thế thôi. Anh em đảo lên là cho xốp một nữa là đi câu thôi. Bài này hướng dẫn anh em quá nhiều lần rồi. Xốp. Mày tôi trộn ít nên là tôi cho ít xốp nha. Trộn ít mà cho nhiều xốp là nó nổi cả ổ đấy anh em ạ. Đấy rồi, ok. Nên là có một thính đi câu chất lượng luôn. Rồi anh em ạ, đấy bây giờ chỉ cần chỉ việc đi câu nữa thôi. Bây giờ cho vào túi bóng nữa là cái... Rồi ok. Rồi tôi dừng video đây nhé.
Tí nữa tôi xong thì tôi buộc tôi để ở đây và để ngày mai hoặc hoặc là chiều ngày kia tôi sẽ đi câu. Nếu mà sáng mai mà không mưa thì sẽ đi câu sáng mai. Ok anh em. Đây. Khoảng chỗ này khoảng 4 cân thính. Ok, chúc anh em làm tốt nha. Anh em thắc mắc gì thì cứ hỏi tôi ở bên dưới video tôi sẽ trả lời. Ok anh em.